Chào bà con cô bác nha, hôm nay 24 tháng 1 nha. Cây lớp berry nha, lớp berry đời mấy của nó thì vẫn còn xài YouTube được luôn. Còn phiên bản thì mình cũng không biết. Cây này là lớp berry 36C6 nha, 36C6. Phiên bản này là còn xài YouTube luôn nha. Nó lên cái YouTube này nhưng mà vẫn còn hát bình thường luôn. Cây này bán 400 ngàn đấy nha, 400 ngàn nó xài YouTube này, vô YouTube này vẫn còn xài hát bình thường này. Đó, YouTube đó. Cây này bán 400 ngàn nha, 400 ngàn bà con về, và ai mua cây này về chịu khó lau nha. Nhưng mình không có thời gian lau mấy cái keo này. Đó là cái tên máy là lớp berry nha, bán có 400 ngàn thôi, còn mình lau chùi đi là mình cũng bán được 500 thôi, trừ hao ra 100 ngàn. Mình cây xăm cây Oppo leo 7 nha, hay gọi Oppo A33. Cây này thì màn hình xấu nha, xấu nhưng mà còn coi màn hình cũng rất là đẹp nha. Đó, lên coi màn hình cũng rất đẹp luôn. Cây này RAM 1GB, bộ nhớ 16GB, Android thì có 5.1, tải YouTube xanh về nhé. Tải YouTube xanh về xài nhé. Cây này thì bán 200.000 nhé, 200.000, vỏ cũng còn rất là đẹp luôn. Cây Redmi Note 4 nhé, Redmi Note 4, cây này RAM 3, bộ nhớ 64GB. Màn hình nó hơi ám màu hồng nhưng mà còn xài rất là vô tư luôn. Lên coi màn hình cũng rất là đẹp luôn. Cây này bán 600 ngàn, 600 ngàn, cây này về chơi game cũng rất là tốt luôn. Cây Samsung Note 4 nha, Samsung Note 4, cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Màn hình thì cũng rất là đẹp luôn. Cây này bán 600 ngàn, 600 ngàn, cây Samsung Note 4. Cây Vivo, cây này RAM 2, bộ nhớ 32GB. Còn tên máy là của nó là 1820 nha, 1820 là Vivo 1820. Đó, màn hình là đẹp nha. Cây này bán 700 ngàn đấy nha, 700 ngàn. Còn bên mình cũng có còn hai cây Vivo. Đó là cây Vivo này thì đời nó thấp hơn, Vivo 1610 đời nó thấp hơn. RAM cũng 2GB nhưng mà bộ nhớ thì có 16GB nha. Nó bộ nhớ cây này thì cũng có 16GB thôi, cây này thì bán 500.000 nha. Còn mình có nhu cầu cao hơn bộ nhớ thì lấy cây này 700. Cây Redmi 6A, xe Redmi 6A, cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này nhỏ gọn nhưng mà xài cũng khá mạnh nha. Cây này thì bán 700.000 nha, 700.000, cây Redmi 6A. Cây máy của Trung Quốc nha, máy của Trung Quốc. Còn tên máy của nó thì bà con có tra lên cũng chả tra được đâu. Vì cái này chạy phiên bản tùm lum từ lưa hết đó. Đời máy, tên máy của nó là Zinlo 4 Pro nha. Đây là mình đọc để cho bà con tiện mua thôi, chứ còn phiên bản của nó thì cũng chả biết bao nhiêu nữa. Nhưng mà cứ tạm thời mình cứ đọc tên nó đi, tên máy đó. Đó, máy là còn rất đẹp nha. Mua cây này còn hơn mua cây của bác nha. Cây của bác giờ mua cũng 200 ngàn mà qua năm nó bỏ đời, nó không cho xài nữa. Còn cây này thì 250 nhưng mà vẫn cho xài vẫn cho xài sim bình thường. Mình bán giá cũng nghe gọi thôi, 250. Máy cũng rất đẹp luôn. Cây Samsung E6 nha, Samsung E6, cây này thì màn hình xấu nha. Đó, màn hình rất là xấu luôn, xấu thâm quầng luôn.
Cây này thì bán có 400 ngàn thôi. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Màn hình đẹp thì mình cũng bán giá là 600-700 ngàn á. Nhưng mà nó sườn nó cũng xấu nha. Sườn nó cũng xấu luôn. Cây này thì bán có 400 ngàn thôi. Đó, 400 ngàn là hiểu cái giá của nó là màn hình xấu nhé. Sườn cũng xấu luôn. Nhưng mà nó được cái RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây Nokia 3 nha. Tên máy của nó là Nokia 3.1, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này thì còn khá chắc. Chắc chắn. Cây này thì bán 500 ngàn đó nha, 500 ngàn. Cây Samsung J2B Rim. Cây này vỏ xấu nha, vỏ xấu. Cây này thì bán 250, Samsung J2B Rim, RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB. Cây này thì bán 250 nha. Android thì còn 6 chấm xài YouTube đỏ vô tư nha. Cây màu vàng này cũng giá 250 nha. Nó cây Samsung J2B Rim. Còn ai có nhu cầu số nhiều, số lượng nhiều cũng có nha. Nhất là anh em cửa hàng mình cũng báo giá 250 là coi như là mua bao nhiêu cây thì cũng giá 250 luôn. Mua 10 cây, 50 cây cũng giá 250 một cây. Vì anh em cửa hàng biết là cái màn hình zin theo máy này nó mắc bao nhiêu tiền rồi nhỉ. Mình bán là không bằng tiền cái màn hình bên trong thôi, là không bằng tiền cái màn hình bên trong đó. Còn ai có nhu cầu đẹp hơn thì có J2B Rim máy đẹp kem. Đó là đẹp nguyên cây thì giá 350. 350 nha. Samsung J2B Rim đẹp kem giá 350. Còn Samsung J700, cây này thì màn hình đẹp nha. Màn hình đẹp luôn. Cây này thì bán 500 ngàn nha. Samsung J700 màn hình đẹp giá 500 ngàn. Còn ai có nhu cầu rẻ tiền hơn thì có cây này màn hình xấu. Đó, cây này thì bị đốm xấu nhé, bị đốm xấu cho nên là bán xả luôn, 350 luôn. Cây này bị đốm đây nhé, bán xả luôn 350. Cây Samsung J700. Còn Samsung J410F nha, cây này thì 600 ngàn, RAM 2, bộ nhớ 16GB. À, mình cũng chưa đọc cây J700 kia là RAM 2, bộ nhớ 16 nhé. Còn cây J4 này cũng là RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này vỏ xấu nhé. Vỏ xấu bán 600 ngàn, còn ai có nhu cầu vỏ đẹp hơn thì giá 700. Cây này thì đẹp hơn chút. Thì giá 700 cây Samsung J4 cộng. Nó là cây đen này thì bán 700 nha. Cây Meiji, cây này Meiji M6. Meiji M6 nha, cây này thì RAM 2, bộ nhớ 16GB. Máy còn khá chắc chắn luôn nha. Máy này còn khá chắc luôn. Meiji M6, cây này RAM 2, bộ nhớ 16GB. Đó, máy còn khá đẹp luôn. Cây này thì bán 500 ngàn thôi. Cây Samsung J5B Rim, cây này thì màn hình đẹp nha. Samsung J5B Rim màn hình đẹp luôn. Đó, màn hình là đẹp luôn nhưng mà vỏ xấu nhé. Đó, vỏ rất là xấu luôn. Cây này bán 450, Samsung J5B Rim. Còn Samsung J7 Pro nha, RAM 3, bộ nhớ 32GB, màn hình đẹp. Màn hình đẹp không có ém ối gì luôn.
Cây này bán 85 ngàn nha, Samsung J7 RAW, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây Huawei N21. Ê, cây này cây Redmi Note 3 nha, cây Redmi Note 3. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16GB, bán 500 ngàn, cây Redmi Note 3. Có cây thì lỡ chớn rồi thì quay cái cây quay N21 này luôn, 21, 22 gì đó. Cây này nó có điểm xấu của nó thì giá thì cũng bèo. Đó, cây quay là 31 luôn, cây quay là 31. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16GB, Android 7.0. Đó, cái chỗ lúc của nó bị xấu này, lúc này bị xấu, nó bị bể ngay đây nha. Cây Huawei này bán 250 đây nha, 250 cây Huawei, màn hình cũng còn tương đối đẹp luôn nha. Còn Oppo A3s, Oppo A3s nha, cái này thì phiên bản Android là 6 chấm luôn, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 700.000, 700.000 cây Oppo A3s, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Còn cây Oppo này thì giá bèo, cây này thì bị lít kính nhé, nó bị lít kính từ lưới này, lít trên lít dưới tùm lum hết, mà phiên bản lại tiếng Anh nữa. Đó, phiên bản tiếng Anh Oppo F1s, cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB, bể tem beng này mình bán cũng trừ hao ép kính luôn rồi nha. Cây này bán 400.000 nha, 400.000 cây Oppo F1s này nha. Cây Samsung J7 Prime, Samsung J7 Prime, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này bán 700.000, Samsung J7 Prime. Còn cây iPhone 6 thường nha, iPhone 6 thường, cây này bán 700.000. Giá vỏ thì nó hơi xấu, còn vỏ đẹp thì giá tất nhiên là nó khác đi. Để vậy thì mình bán 700.000 iPhone 6 thường, màn hình là đẹp nhé. Đó, màn hình là đẹp luôn, không có ém luôn. Cây Sony này đời nó cũng cao nha, RAM nó 4GB, bộ nhớ của nó là tới 64GB, tên máy là G3226 nhé, G3226. Cái này RAM 4, bộ nhớ 64GB. Cây này bị bể nha, bể trên nha, ai mua cái cây này về đi ép kính nhé, mình cũng trừ hao tiền ép kính luôn. Cây này thì bán 80.000, còn nếu mà mình ép kính vô thì mình bán là tới 1.2 triệu, 1.2 triệu. Đó là mình trừ hao ra luôn rồi nha. Cây Samsung J7 2016, cây này RAM 2, bộ nhớ 16GB. Tên máy là J7 2016 hay là gọi là J710 cũng được. Cây này bán 600.000, 600.000 nhé. Cây này Android của nó cũng rất cao luôn, RAM Android của nó tới 8.1. Còn Huawei Y7 Pro 2019, cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Còn tên máy của nó là i7 Pro 2019, cây này bán 800.000, 800.000, cây này vỏ đẹp nhé. Samsung A7 2018, RAM 4, bộ nhớ 128GB, cây này bán 1.3 triệu.
1,3 triệu nha. Cây này vỏ cũng rất là đẹp luôn, RAM 4 bộ nhớ 128GB. Vỏ thì cũng rất là đẹp nha, bán 1,3 triệu nha. À, tên máy là A7-2018 nha, hay gọi là A750 cũng được. Cây VS Max Active 1+ nha. VS Max Active 1+, cây này RAM 6, bộ nhớ 64GB. Bộ nhớ nó 64GB nha, mà RAM nó tới 6GB. VS Max Active 1+, cây này thì bán 1,3 triệu nha. 1,3 triệu, cây này âm thanh rất là to luôn. Còn VMAX ROY 3, VMAX ROY 3 nó là tên máy là VSMAX ROY 3. Cây này thì RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 800.000. 800.000 VSMAX ROY 3. Cây A10S nha, Samsung A10S. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB, còn tên máy là Samsung A10S. Cây này bán 800.000, 800.000 cây A10S. HTC Ultra, cây này thì RAM 4, bộ nhớ 64GB, bán 1 triệu. Còn tên máy của nó là HTC Ultra nha, cây này bán 1 triệu nha. RAM là tới 4GB, bộ nhớ 64GB. Đồng giá với nó là có cây Redmi 5i, cây này cũng RAM 4. Tên máy là Redmi 5i, RAM 4, bộ nhớ 64GB, cây này cũng bán đồng giá 1 triệu luôn. Còn Samsung J7 Plus hay gọi là J7+ cũng được. J7+. Ai thích gọi thì gọi. Cây này thì RAM 4 nhé. J7+ này RAM 4, bộ nhớ nó 32GB. Cây này bán 900.000. 900.000 cây J7+. J7+ này thì mình có hai màu nhé. Màu đen và màu trắng nhé. Cây này màu đen nhé. Cũng bán đồng giá luôn 900.000. Cây Oppo A3s nha. Cây KF1s, còn cây này là A3s. Ai mua thì mình đọc cho nó đúng đời máy mình để mình ship nha. Tên máy của nó là Oppo A3s. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán cây này bán 800.000 nữa nha, 800.000 cái Oppo A3s thì nha. Còn cây Loki chuông, cây này đời máy của nó như phiên bản nó là tiếng Anh không à, phiên bản của nó tiếng Anh, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Còn đời máy và nó đây bà con nha, ai có thích nhu cầu cây này thì mình tra lên nha. Cây này đời máy và nó cũng không biết là đời máy gì luôn, tại nó phiên bản của nó là tiếng Anh. Đời máy của nó là G100, nó Nokia G100 nha. Cây này có đặc điểm, hai cái đặc điểm rẻ tiền, đó là tiếng Anh và không nó nhận sim mà không có sóng, bán về xài wifi thôi, bán về cho bà con xài wifi nha. Cây này bán 500.000 nha, 500.000 nó 500.000 ra mua được cái màn hình này không, chưa chắc đã mua được cái màn hình đấy luôn. Còn iPhone 7 cây này hết pin rồi. iPhone 7 LED nha,
iPhone 7 LED cây này vỏ xấu nhé. iPhone 7 LED cây này vỏ xấu bán 1,2 triệu nhé. 1,2 triệu cây này vân tay vẫn còn luôn. Nhưng mà nó bị tài khoản e lao á, mình vẫn xài được bình thường nhé. Ai có nhu cầu bán cây iPad 2 nè, cây này bán rẻ nè, nó bị treo tu, về chạy ra bán cho ai mua về chạy ra xài nhé. Cây này bán 400.000 nha, 400.000. Màn hình thì đẹp nha, màn hình đẹp mà nó bị vô hiệu hóa rồi. Cây này chạy ra này, anh em cửa hàng mua về bán chạy ra cũng có lời nữa. Thì gần Tết mình cũng nhiều hàng, không có thời gian đi chạy mấy đó. Còn cây iPad Tab 10 Pro nhé. Tên máy của nó là Tab 10 Pro. Máy tính bảng Maxell Tab 10 Pro, RAM 2, bộ nhớ 16GB, Android thì 9 chấm. Android 9 chấm, cây này thì bán 600.000. 600.000, màn hình cũng rất là đẹp luôn. Còn Samsung Tab E, cây này Android 6 chấm, bán 600.000 luôn. Samsung Tab E Android 6 chấm, bán 600.000. Còn cây này 4.4 tải được Bluetooth màu xanh thì bán có 500.000 nha. 500.000 đấy là bên mình bán là thông báo rõ ràng nha. Mua cây đó thì về chỉ có tải Bluetooth màu xanh nha. Cây Tab 10 Wi-Fi nha. Tab 10 Wi-Fi bên mình có hai đời, nhưng mà cái đời này là RAM nó 3GB nha. RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Còn tên máy nó vẫn là Tab 10 Wi-Fi, nhưng mà đời máy này là RAM 3GB. Nó tên máy này là vẫn là Tab 10 Wi-Fi. Đời máy của nó thì vẫn như cũ, nhưng mà cây đời máy này thì RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 1,2 triệu nha. 1,2 triệu. Vì cái đời mà RAM 2GB á, là mình cũng bán 900 cho tới 1 triệu rồi. Cây Lenovo, cây này bán cây Lenovo này RAM 2, bộ nhớ 16GB, Android thì 8.1 luôn. Cây này thì bán 700.000 thôi. Còn tên máy vừa là X104L nha. Đó, cây này chạy cũng khá nha, màn hình cũng đẹp, nhưng mà nó xấu cái chỗ mà nắp đậy sim này. Nắp đậy sim của nó mất này. Cây này thì bán 700.000 thôi. Còn cây Tab 4 nha. Tab 4 bên mình cũng nhiều đời lắm. Tab 4 thì cây này thì Android có 5.1. 5.1, cây này Android 5.1 bán 600.000. Nhưng mà nó được cái này nó có xài sim. Còn Android mà 6 chấm cũng có nhé, nó không xài sim thì bán cũng 700.000. Cây này 5.1 đã xài được sim 3G luôn. Cây này thì bán có 600.000 thôi. Là cây Samsung Tab 4, màn hình đẹp màu đen luôn. Như thường lệ, ai mua thì cứ tránh mấy người xấu vô bơm hàng chịu khó ra mua cái cạp Viettel 5.000 shipper tới nơi thì trừ ra nha. Còn ai chuyển khoản trên 100.000 mình bao ship, ai chốt 2 cây một lần mình cũng bao ship luôn. Thời gian chốt hàng 3-4 ngày hoặc là shipper nó giao tới, có vấn đề gì trên thay đổi diện mạo như nít bể, báo lại mình hỗ trợ ship cây khác, tiền cọc mình vẫn trừ ra nha. Rồi chào bà con cô bác.